theo đạo Hồi là họ cảm thấy lễ bùn vợ là một một phúc. Yeah, theo đạo Hồi là kiểu người đàn ông có thể chăm sóc cho một người phụ nữ nào đó, đó là một cái việc rất là lớn thiện, rất là tốt. Muốn có bùn vợ thì phải mua bùn căn nhà riêng, bùn địa điểm khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một quốc gia khác nữa nhé. Và lượt chơi thuộc về đội tài năng. Xin mời. Malaysia. Trời ơi, Malaysia đây rồi. Nhưng không phải quyền trả lời thuộc về mình. Câu hỏi như sau. Người đàn ông theo đạo Hồi giáo ở Malaysia thường có tối đa là bao nhiêu vợ? A là 1, B là 2, C là 3 và D là 4. Em nghĩ là 1 hoặc 2 thôi ha. Theo cái kinh nghiệm lụi của em á. Kinh nghiệm lụi. Mình không biết nhưng mà mình nghĩ là số 4 nó nhiều thì nó sẽ đúng. Người theo đạo Hồi ở bên Malaysia thực sự có thể tối đa lấy được. Bốn vợ. Yeah. Đó là đáp án đúng luôn. Ủa? Không khẳng định liền luôn. Xin lỗi, xin lỗi. Khoan khoan. Lỡ khẳng định rồi, tôi xin thông báo luôn. Chính xác, chúc mừng. Chính xác, chúc mừng. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng tôi rất là thực tế bút vé máy bay từ một người dân từ Malaysia đến với phim trường này. Hello. Can you chia sẻ với Minh Dù là cái thông tin tại sao là 4? Thank you. I will just share now. Yes. Vợ vì theo đạo Hồi là họ cảm thấy lễ bùn vợ là một phúc. Yeah, theo đạo Hồi là kiểu người đàn ông có thể chăm sóc cho một người phụ nữ nào đó, đó là một cái việc rất là lớn thiện, rất là tốt. Nhưng thời đại này thì không có ai làm như vậy nữa. Vì phụ nữ họ cũng là phụ nữ hiện đại. Người Malaysia theo Hồi giáo nhá, muốn có bùn vợ thì phải mua bùn căn nhà riêng, bùn địa điểm khác nhau. Và người đó sẽ là rất là có điều kiện. Cảm ơn câu trả lời vừa rồi. Thank you. Yay. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.